Xin chào mọi người, cái video này mình sẽ nói về BTC. Mình sẽ nói về những cái cơ hội trước mắt. Và cái cơ hội này á là mình đã nói về nó chứ không phải là không. Tuần này qua tuần nọ, cho những ở trên mạng xã hội và cho những người nào cập nhật tín hiệu với mình trực tiếp, thì cái sự hồi này không phải là một sự bỡ ngỡ. Ok, tiếp tục. Mình sẽ bắt đầu với giá của BTC lúc 38.600 mấy 700. Cái đó là từ cái đáy của nó vừa rồi nó bay lên nha, 38.600 700. Thì lúc nó đi lên như vậy thì đây là những cái video, có những cái video cũ mình cũng đã mở khóa, nó nằm ở trên Tiền Academy YouTube, thì trên đó bạn có thể coi được những cái video cũ. Ok, thì đây là những cái thứ mình đã diễn tả rồi chứ không phải là không. Từ 38.600 700 nó bay lên như vậy thì nó tạo năm sóng nhỏ tạo một sóng lớn nha, năm sóng nhỏ tạo một sóng lớn, sau đó nó có ba sóng hồi, 1, 2, 3 ABC xuống, thì đó là nó tạo cái sóng số 2 lớn. Sóng một đi lên năm sóng đi lên tạo sóng số 1, ba sóng hồi tạo sóng số 2, và vừa rồi từ sóng số 2 nó bay lên con giá là tới 73.800, là một trong những cái kháng cự. 73.800, 74.300, 76.200. Ok, thì nó chạm tới con giá là 73.800 và nó hồi. Thì cái khu vực đó, trước khi nó hồi như vậy đó, mình cân nhắc cho bạn một tuần lễ, một tuần rưỡi trước, trước khi nó hồi. Và những cái sự sập như vậy, từ cái con giá 73.800 sập xuống 60.800 và ngừng tại đó, cũng không phải là một sự bỡ ngỡ, bởi vì đó là cái khung nó ngừng. Mình chia sẻ cho bạn nó ngừng và nó quay đầu đi lên lại. Thì vừa rồi nó lên xuống như vậy. Ok, và vừa rồi là nó tạo một cái U lên tới 71.400, nó hồi xuống lại. Vì nó hồi xuống lại ngay bây giờ, về hình hài thì rõ ràng nó nằm trong cái hình hài nào thì mình đã gửi cho bạn rồi chứ không phải là không. Xác suất nha, xác suất là đây mình chia sẻ luôn cho bạn, xác suất trong những cái giờ và những cái ngày tới đây á thì nó sẽ đi sideways. Nha, sideways thì đây là cái cơ hội, okay, cơ hội sideways những cái giờ và những cái ngày tới đây. Ok, nó đi sideways, sau đó chuyện gì sẽ xảy ra kế tiếp thì rõ ràng mình cũng đã gửi cho bạn trong cái hộp thư rồi. Về cái gọi là cái structure của nó vẫn không thay đổi, ABC vẫn đang được diễn ra chứ không phải là không nha, chứ vẫn đang được diễn ra. Và sau đó chuyện gì sẽ xảy ra, còn những con giá nào là nó sẽ cắn mình cũng đã gửi cho bạn rồi. Ok, tất cả những gì vừa rồi nó xảy ra không phải là một sự bỡ ngỡ nha, không phải là một sự bỡ ngỡ, bởi vì đã cân nhắc rất nhiều lần. Ok, vừa rồi lúc mà nó lên tới 73.800 á thì nó có thêm hai cái móc giá nữa, 74.500, 76.200, hai cái móc giá. Nhưng nó chọn lựa con giá là 73.800 để nó hồi. Thì vừa rồi nó cũng có hai cái móc giá, nha, hai cái móc giá là con 73.000, đúng không? 73.000, 75.000. Vừa rồi 73, 75 không chạm được. Ok, thì nó hồi luôn ngay bây giờ. Nó hồi luôn ngay bây giờ có nghĩa là nó đã kết thúc cuộc chơi chưa? Nếu mà nó bay lên lại thì nó đang nằm ở cái sóng bao nhiêu, sóng gì, và nếu nó rớt luôn ngay bây giờ, ok, thì nó nằm ở sóng gì và nó rơi vào cái vùng giá nào trước khi nó ráp cánh nó bay lên như vậy. Thì ở đây là mình chia sẻ những cái kiến thức nha, những cái con giá, những cái chống lưng, những cái kháng cự, xác suất bao nhiêu phần trăm lên, bao nhiêu phần trăm xuống, cái vùng nào là cái vùng mua vô được, cái vùng nào là cái vùng bán ra được, thì đã gửi qua cho bạn trong cái hộp thư của bạn 2 giờ sáng mấy ngày hôm nay rồi. Phần chính xác của tín hiệu Tiền Academy Spot lên tới 90-95%. Làm sao xác thực? Coi cái video 16 phút. Ok, nó nằm ở trên Tiền Academy YouTube. Lên Tiền Academy YouTube coi cái video 16 phút. Ở trên đó, ở trên cái nền tảng đó, nó có hơn 14 tháng tín hiệu nằm trên nền tảng đó, để bạn có thể đi lại để xác thực tín hiệu trước khi bạn tham gia. Có những người hồi nãy mình có thấy là đăng là ô chắc nó rớt xuống 63.000, có thể là nó rớt tới xuống 60 mấy ngàn, vân vân. Ok, trước khi nó bay cẩn thận
nghe, cẩn thận những cái câu nói đó nghe, cẩn cẩn bởi vì nhiều lúc bạn đăng như vậy mà bạn không có kiến thức hay là bạn không theo dõi thị trường 24/24 thì bạn lại hại những người khác, nghe cẩn thận. Bởi vì nhớ là cái thị trường này nó đang thay đổi hàng giờ, bạn đang tính tuần này qua tuần nọ, đúng không? Tháng này qua tháng nọ, cẩn thận nha. Thị trường đang thay đổi hàng giờ, đang thay đổi hàng giờ. Ok, thì bạn phải đi sát với thị trường bạn mới chốt đơn được. Nói luôn là chúc mừng cho những người anh em đã đánh những cái lệnh short vừa qua, có những người thắng tới 600%, 300%, vân 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 và đăng lên trên mạng xã hội. Ok, cảm ơn, cảm ơn và cảm ơn. Nhớ lúc nào bạn thắng á, dựa theo tín hiệu của bên mình á, thì nếu được đăng nó lên cái nền tảng X nha. Ok, để cho anh em có thể thấy. Mình vẫn đang ở cái nhà của người bạn. Mình sẽ tranh thủ nghe về lại thành phố của mình sớm hơn nha, sớm hơn, và để nhảy vô lại văn phòng để cung cấp thêm giá trị ra cho anh em. Mà riêng video tín hiệu của BTC thì ngay bây giờ là vừa rồi đã gửi gửi qua rồi. Không chỉ vậy nữa, đây là thời điểm vàng cho gì? Thời điểm vàng cho cái nhóm đầu tư dài hạn, bởi vì đây mình đã nói cách đây 2-3 tuần trời mình nói vẫn vậy, vẫn vậy, vẫn vậy, vẫn vậy, đúng không? Là nó sẽ có một giai đoạn sập trước khi nó bay lên, giai đoạn sập trước khi nó bay lên, đúng không? Và cũng đã nhắc nhở rất là nhiều lần là cái khung mà từ 28 ngày cho tới 14 ngày trước khi cái Bitcoin halving xảy ra, 28 ngày cho tới 14 ngày trước khi cái Bitcoin halving xảy ra thì nó sẽ có một cái đợt hồi. Một đợt hồi như vậy là 20%, 40% là một chuyện bình thường nha. Mình đã nhắc nhở, và bạn là những người cập nhật tín hiệu với mình thì bạn biết rồi, rồi nó rơi như vậy. Cái đầu tiên á, cái tín hiệu mà nó rơi á là 69.600, nếu rớt xuống như đó là cái đó là cái tín hiệu đầu tiên nó rớt rồi. Ok, sau đó cái tín hiệu thứ hai là 69.000, 69.000 mà nó rớt là nó đã rớt rồi. Ok, sóng gì sẽ đang xảy ra? Sau đó 69.000 nó rớt như vậy thì cái con giá kế tiếp là 66.700, nếu nó rớt dưới con giá đó là như thế nào rồi. Ok, thì nó đã có những cái cân nhắc và những cái tín hiệu nó nói lên cái câu chuyện xuống 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 vừa rồi, và không phải nhắc nhở một ngày, một tuần trời, có thể là 1 tuần rưỡi tới 2 tuần trời chứ không phải là không. Ok, thì ngay bây giờ là cái giai đoạn thu gom nha, thu gom. Và cái giai đoạn thu gom này mình đã cân nhắc cho bạn rất lâu rồi, mình nói là trước khi chuẩn bị tới đây là sẽ nó sẽ có một cái thời, một cái khung vàng để thu gom. Và cái thu gom, cái khung vàng đó là phải ngay bây giờ hay là chưa? Ok, cẩn thận, cẩn thận và cẩn thận. Ok, thì cái khung vàng đó nó đang gần, nhà đang gần. Và cái khung vàng này thì là bạn dành cái cơ hội này để bạn thu gom, bạn thu gom những cái đầu tư, những cái đồng đầu tư dài hạn, bạn thu gom gọi là những cái đồng shitcoin để nhân nó lên từ 100 tới 400, 500% trong những ngày, những giờ tới đây. Ok, thì đó là cái thời điểm ngay bây giờ. Thời điểm chơi spot cũng rất là ngon, bởi vì ngay bây giờ là nó đang thấp. Lúc mình nói nó thấp thì không có nghĩa là nó không có thể tụt thêm nữa nha. Bạn phải cập nhật tín hiệu bạn mới biết chứ. Đừng có chỉ nghe cái video này thôi mà theo, bởi vì trong những cái video ở trên mạng xã hội mình sẽ không chia sẻ hết thông tin được. Ok, và đừng, bởi vì vậy bạn chỉ đi theo mà bạn hiểu chuyện gì đang xảy ra thôi, chứ gọi là về giá cả thì bạn phải đăng ký mới có được thông tin mình cho. Ok, còn gì nữa ta? Thời điểm vàng cho đầu tư vàng, thời điểm vàng cho chơi những cái nhóm chơi những cái đồng shitcoin, thời điểm vàng để mua mua rẻ bán cao của spot thì ngay bây giờ. Cái thị trường nó cho bạn thêm một cái món quà nữa thôi chứ không phải gì hết, một cái món quà. Và cái món quà đó đã được cân nhắc cho cái nhóm đầu tư dài hạn cả tuần trời hơn. Món quà sẽ tới, món quà sẽ tới, món quà sẽ tới, và ngay bây giờ nó đang trước mắt. Ok, thì gọi là cho những người đã có những thông tin ở trước. Ok, cái vùng nào là mua được cái đồng nào, đúng không? Ở đây đâu tầm khoảng có 20 đồng, thì ngay bây giờ là thời điểm vàng để bạn thu gom. Ok, nhớ chỉ có 99.9 tất cả những cái đồng nó là rác và nó dẫn dắt bạn tới phá sản. Chỉ có tầm đâu khoảng có 20 đồng hơn chút xíu nó sẽ giúp bạn có được tự do tài chính trong những cái tháng và những cái năm tới đây. Mình nói hết năm 2024, giữa năm 2025. Ok, nó nhân tài khoản lên từ 5x cho tới 50x.